chó có sở thích ngậm vớ và thái độ cam chịu khi bị sai vặt. Không rõ trên mấy chiếc vớ của chủ dính mùi đặc trưng gì mà em cuốn này sơ hở là ngậm mít. Hễ khi nào ở nhà cũng sẽ gặp cậu ta trong tình trạng ngậm một chiếc vớ trên miệng, ngay cả những lúc bị sai vặt thế này đây. Nuôi tốn cơm biết bao lâu, tới nay nó cũng biết gãi cho mẹ rồi. Nhỏ này khôn lắm nha, kêu gãi ở đâu là gãi chỗ đó nhiệt tình luôn. Hết gãi mông rồi gãi lưng cho mẹ, đặc biệt là vẫn phải ngậm chiếc vớ trên miệng mới chịu. Tuy vậy nhưng nó có cái tật hay dễ chán, sơ hở là tìm cách trốn, nhưng lần nào cũng bị mẹ bắt giữa chừng nên không thoát nổi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Ôi, tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Không biết ở nhà nó có được trả lương ba tê đầy đủ không, mà thấy ở nhà bị sai vặt vất vả quá trời luôn. Hết mẹ bắt gãi, nay lại tới chị hai và bà ngoại lôi ra treo. Chạy sang chỗ chị thì bị đuổi sang bà ngoại, chạy tới bên bà thì bà đuổi quay về chỗ chị hai tiếp, khiến cu cậu vừa ngậm vớ vừa chạy qua chạy lại mệt quá trời luôn. Mày đi mừng bà ngoại, đi kêu bà ngoại, kêu bà ngoại kìa, đi kêu bà ngoại. Đào Xu, gọi gọi Xu biết rồi, Xu biết rồi, Xu biết rồi. Đi qua kêu bà ngoại cái, kêu bà ngoại. Ngoại ơi, để nó kêu bà ngoại. Ngoại. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Mang tìm nhà bất đắc dĩ cho em cuốn đi lạc và cái kết. Đây có lẽ là chuyến du lịch bất ổn nhất của đôi bạn trẻ này, vì tự dưng lại bất đắc dĩ trở thành người tìm nhà cho trẻ lạc. Đôi bạn trẻ này khi đang đi dạo bằng xe điện ở khu Grand World Phú Quốc thì bất ngờ ở đâu xuất hiện một em chó. Đáng ngạc nhiên là chú chó này không những không sợ người lạ mà còn thản nhiên leo thẳng lên xe điện ngồi. Đuổi thì nó cũng không chịu xuống. Anh trai này quyết định cứ lái xe đi tiếp để xem nó có tự nhảy xuống không. Thì tuyệt nhiên em cuốn này vẫn nằm rất chiêu, không hề ngại ngùng. Không nỡ bỏ nó lại giữa đường nên đôi bạn này mở luôn cuộc tìm nhà cho bé cuốn. Có vẻ thanh niên cuốn này cũng là giang hồ máu mặt nơi đây, nên vừa hỏi người khác là người ta chỉ về tận nhà nó luôn. Nhưng tụi mình đang chuẩn bị lên xe đi về thì ở đâu có một bé cuốn chạy tới á, xong cái nó nhảy lên xe tụi mình, nó ngồi luôn. Lúc này mình thấy tự nhiên, ủa sao lạ luôn vậy. Xong rồi mình chạy xe đi khúc á, nó vẫn ngồi, xong nó cứ nhìn vậy đó. Ui rồi, thế là không lẽ định bỏ nó giữa đường. Thế thôi bây giờ mình chạy vòng vòng trong khu Grand World Phú Quốc một xíu xem coi có tìm ra nhà nó ở đâu không. Ok, cảm ơn bạn. Đưa nó về tới nhà thì anh chủ cũng chạy ra đón. Cơ mà trong người chủ không bất ngờ lắm thì chắc có lẽ đây là việc xảy ra thường xuyên rồi. Đúng nha, chú mày. Nói cho mình đúng rồi. Đúng này. Ủa, tất cả đều đúng. Trời ơi, đi lúc rồi. Tại lúc này không có người không chở đi được xe. Trời ơi, nãy giờ chó là xe chạy vòng ra ngoài, xong rồi tới ngoài. Xong rồi. Xong rồi nãy giờ mình phải đi hỏi quá chừng xem nhà đâu. Chó về. Cuối cùng thì hóa ra không có mạng đi lạc nào ở đây cả. Do là tên chó này nay không được chủ đưa đi lượn bằng xe điện, nên bày trò đi lượn ké xe người lạ. Tới lúc chủ bắt về, nó vẫn cố níu lại đòi đi tiếp thế này đây. Nè, thôi xuống, nhưng mà tìm ra chủ nhà rồi, nhưng mà em không chịu xuống nè. Giờ hai đứa mình thì chưa về nhà nè. Xuống đi, chưa? Không. Xuống đi con, mày đi. Hãy đi nha, hãy đi nha. Bye bye. Bye bye. Hãy nha. Ok 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 ok. Wow. Cái gì vậy bà nội? Tại nhà em có người em mới chở đi được. Cái gì vậy? Thôi mày nha, mày đi nha. Cái này là thòi đi nha. Thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.